Em chào cả nhà nha. Em xin giới thiệu đến cả nhà một cái mẫu chậu lavabo âm ạ. Cái đây là mẫu chậu lavabo âm ạ. Đây. Cái mẫu đây là mẫu âm nha. Đây ạ. Mẫu đây là mình cũng đặt ở trên mặt đá nhưng mà nó là âm nha cả nhà. Nó là âm ạ. Đây. Men sứ phủ nano ạ. Men sứ phủ nano. Dễ vệ sinh, dễ chứa rửa. Đây. Chậu này là chậu âm. Khi mà mình đặt lên mặt đá thì cái vòi của nó sẽ nằm ở trên ngay đây nha cả nhà. Mình khoét lỗ để cái vòi lavabo, cái vòi rửa mặt vô nha. Nè, chậu này là chậu âm. Men sứ phủ nano nha cả nhà. Chậu này là hình chữ nhật nha cả nhà. Hình chữ nhật ạ. Em có để kích thước ở bên dưới bài viết á. Nên là cả nhà mình tham khảo kích thước ở dưới bài viết của em nhé. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà.